Vâng, xin chào anh chị và các bạn ạ. Vâng, tôi là Henry Hùng, tôi ở bên BNA Việt Nam. Hiện nay thì tôi đang phát triển các cái giải pháp cho doanh nghiệp. Và gần đây nhất thì tôi đang tập trung trong 2024, cuối 2023 đầu 2024 thì chúng tôi đang tập trung phát triển các cái giải pháp AI, ứng dụng AI trong cái việc mà kinh doanh, ứng dụng AI, chuyển đổi AI trong doanh nghiệp. Đồng thời cũng có một cái phân khúc nữa là ứng dụng AI trong vấn đề giảng dạy, dạy học, dạy con trong đào tạo, đúng không ạ? Thì buổi tối ngày hôm nay thì tôi rất là vui mừng được chia sẻ về cái việc mà ứng dụng AI trong cái việc cho các thầy cô giáo, cho các giảng viên, nhà đào tạo có thể sử dụng AI trong việc mà giảng dạy như thế nào, đúng không ạ? Thì tôi sẽ chia sẻ màn hình và cùng với chị và các bạn chúng ta cùng có những cái trải nghiệm ứng dụng AI trợ lý Aiva trong dạy nhá. Anh chị đang nhìn thấy trên màn hình ấy thì là một cái giao diện của một cái phiên bản Aiva Ultra, phiên bản ứng dụng trợ lý AI trong doanh nghiệp, trong công việc và cuộc sống, trong giảng dạy học tập. Thì để truy cập vào ứng dụng chúng tôi thì anh chị cần có một tài khoản do chúng tôi cung cấp, và để truy cập thì anh chị rất đơn giản, anh chị vào trang app app tức là ứng dụng ấy, chấm iva iva tức là trợ lý AI đấy, và chấm vn, và sau đó đăng nhập vào. Đây là tôi đã để cái độ nhớ tài khoản và đăng nhập sẵn, và nếu không thì anh chị được cấp tài khoản lần đầu thì anh chị nó sẽ hiện ra cửa sổ tên đăng nhập và mật khẩu, anh chị đánh vào nó sẽ đăng nhập vào như này, đúng không? Và tại đây thì anh chị sẽ nhìn thấy là bên tay trái có các cái trợ lý AI đây, tôi thích là trợ lý AI thì nó hiện ra rất nhiều như là các cái thể loại khác nhau, đây anh chị nhìn thấy đây, đúng không? Rất nhiều các cái nhóm công việc phân loại theo thể loại khác nhau như là sức khỏe, như là hiệu suất, như phát triển bản thân, như là học tập, như là giáo dục, đúng không ạ? Hay là chia thành các cái bộ, đúng không? Như là bộ dạy con, bộ thứ ở tài chính, bộ xây dựng thương hiệu cá nhân, bộ bán hàng, bộ bất động sản, bộ viết lách, bộ phát triển năng lực lãnh đạo, hay bộ phát triển năng lực giao tiếp, hay là bộ phát triển bản thân, và đặc biệt nữa có các cái bộ workflow, đúng không ạ? Để anh chị có thể ví dụ như bộ workflow các cái quy trình được lập sẵn theo từng bước, như 3 bước đăng bài này, 1, 2, 3, 4 này, đúng không ạ? 3 bước chính và 1 bước bonus thêm, hay là có cái quy trình viết sách này, đúng không ạ? Anh chị nhìn thấy 16 trợ lý, 17 trợ lý rồi, tôi mới bổ sung thêm một trợ lý nữa. Cứ thực hiện từ 1 đến 17 là anh chị hoàn thành một quyển sách của mình bằng cái sự hỗ trợ của AI, có thể anh chị tập trung viết trong vòng 2 3 ngày mới xong một quyển sách. Bao nhiêu anh chị thấy rất tuyệt vời, đúng không ạ? Hôm nay chúng ta cùng thử nghiệm xem là chúng ta cùng trải nghiệm xem là AI có giúp trong việc học tập không. Và đây thì chúng ta thấy là vào thể loại chúng ta vào phần học tập. Đấy, thì trong cái phần học tập này anh chị nhìn thấy rất là nhiều các cái trợ lý khác nhau. Thì hôm nay tôi sẽ sử dụng một cái trợ lý là tóm tắt nội dung, hoặc là tiết lộ bí quyết đỉnh cao. Đôi khi là chúng ta là giáo viên, chúng ta có thể tiết lộ các cái bí quyết đỉnh cao cho học sinh của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là chúng ta vào VB tiết lộ đỉnh cao, đúng không ạ? Và ở đây thì anh chị có thể chọn tiết lộ bất kỳ điều gì, đúng không ạ? Ở đây có thể chọn cái giọng điệu và ngôn ngữ nhé. Chúng ta chọn tiếng Việt, đúng không ạ? Ngoài ra có các ngôn ngữ khác được viết được. Đấy, chúng ta chọn đọc tiếp tục đi. Và đây chúng ta bảo tiết lộ, ví dụ như là giáo viên có thể tiết lộ là bí quyết học tiếng Anh, đúng không ạ? Học tiếng Anh lớp 12 hiệu quả. Đó. Bạn. Đấy, đúng không? Rồi cho học sinh lớp 12 luôn. Sao anh chị gửi đi rồi. Đấy thì anh chị thấy không ạ? Chúng ta sẽ có rất nhiều các bí quyết và giải thích tại sao, ví dụ áp dụng. Đúng không? Đấy, anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Thì từ cái bí quyết này anh chị có thể là download ra copy gửi cho học sinh, đúng không? Đây, xin mời các cô giáo tiếng Anh có thể thẩm định các bí quyết này nhá.
Anh chị có thấy là trợ lý hỗ trợ anh chị rất là nhanh và rất là nhiều bí quyết khác nhau đúng không ạ? Wow, anh chị có thấy ngạc nhiên không ạ với khả năng sáng tạo của trợ lý Aiva hỗ trợ các thầy cô giáo? Đây cụ thể là đang hỗ trợ các thầy cô giáo bộ môn Anh. Tuyệt vời không anh chị? Rồi, anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Quá là tuyệt vời luôn đúng không? Quá là nhiều bí quyết luôn. Đấy, đây là ngay một cái con bí quyết nha anh chị nhá. Chị cùng kiểm tra một vài bí quyết này như xác định mục tiêu học tập, cái này vô cùng quan trọng. Không chỉ học tập, làm bất kỳ việc gì chúng ta xác định mục tiêu đó. Giải thích tại sao hiệu quả này, mục tiêu cụ thể giúp việc học tập có định hướng và tạo động lực đúng không? Đấy, ví dụ áp dụng này đặt mục tiêu được điểm X trong kỳ thi thử, đấy, như đặt mục tiêu được điểm 9 trong kỳ thi thử chẳng hạn. Hay áp dụng phương pháp học repetition đúng không? Tức là phương pháp này giúp tăng cường khả năng ghi nhớ lâu dài. Đấy, lập lịch ôn tập từ vựng tiếng Anh mỗi ngày. Hay là sử dụng sơ đồ tư duy, hay là quản lý thời gian, lắng nghe thông qua media, đọc đọc rộng để mở rộng vốn từ vựng, hay là thực hành nói với người bản ngữ hoặc là bạn học, viết hàng ngày, đánh giá kiến thức định kỳ, hay là tự hỏi và tự tự giải thích đúng không ạ? Học qua trực quan, infographic, video đúng không ạ? Đấy, nhìn thấy rất nhiều ý tưởng đúng không anh chị? Đó. Ngoài ra thì là còn rất nhiều trợ lý khác chúng ta cùng khám phá nhé. Từ khi khi mà có cái này rồi thì anh chị rất đơn giản để gửi cho học sinh, thì anh chị có thể click vào cái biểu tượng mà S2Doc rồi đây. Đấy. Thì sau đó là anh chị có thể click vào nút download ở đây, hoặc là anh chị có thể sửa dữ liệu ở đây, trực tiếp sửa ở đây. Khi mà sửa ok rồi thì anh chị có thể là tải nó xuống. Đây, tôi click download. Đấy, thì dữ liệu sẽ được download thành một cái file như này. Anh chị ạ. Chị thấy đơn giản không ạ? Chị thấy ok không ạ? Tuyệt vời không ạ? Đó, sau đó anh chị có thể tải xuống lưu lại. Lưu lại vào một cái thư mục đó để gửi cho học sinh đấy, việc tôi đây là học tập của anh. Chị thấy tuyệt vời không ạ? Ok rồi đấy, tiếp theo chúng ta cùng khám phá các trợ lý khác xem như nào nhá. Nó quay lại. Quay lại. Cái này vừa nãy là chúng ta đã sử dụng trợ lý BV chuyên gia tiết lộ mọi bí quyết để giúp học sinh. Và khi mà chúng ta cần tóm tắt nội dung thông minh đúng không ạ? Ví dụ đây chúng tôi cần tóm tắt một cái nội dung thông minh này, cùng con summary tóm tắt nội dung. Khi vào đây. Nhiều khi để giảng dạy chúng ta cũng cần tóm tắt nội dung đúng không ạ? Ví dụ như là tôi có thể tóm tắt một cái quyển truyện ở đấy để kể cho học sinh đúng không ạ? Có thể nhập nội dung vào đây hoặc tải file bạn muốn rồi sẽ tóm tắt. Hoặc là bạn có thể đánh một cái nội dung vào đây. Dụ như là tôi có thể lấy một cái bài báo, một cái câu chuyện thành công tôi tóm tắt lại đúng không? Ví dụ như là tôi sẽ lấy là trên mạng một cái câu chuyện thành công. Câu chuyện. Của tỷ phú Elon Musk.
Đây là tỷ phú rất là thành công ở trên thế giới đúng không anh chị? Đổi nét rồi. Để anh chị có thể copy để mình mất. Copy. Anh chị đưa nội dung vào đây. Bây giờ anh chị gửi đi. Thì anh chị chờ trong giây lát này anh chị sẽ có một bản tóm tắt nội dung dự thảo Elon Musk và sự nghiệp đáng chú ý. Elon Musk sinh vào ngày 28 tháng 6 năm 1971, nổi tiếng là người sáng lập của SpaceX, đồng sáng lập của Tesla Motor, đóng góp lớn của ông tạo ra là PayPal, một cái nền tảng thanh toán quốc tế. Sự nghiệp Elon Musk này, Zip2 và PayPal, SpaceX đúng không? Tesla Motor, SolarCity, OpenAI, thành tựu của Elon Musk được tạp chí Time và Forbes vinh danh. Chị thấy không? Từ một cái bài báo rất dài đúng không? Thì đã được tóm tắt rất là ngắn gọn như này. Chị thấy bao nhiêu chị thấy rất là ok đúng không? Đấy, tóm tắt bất kỳ cái gì chị mong muốn nhá. Được. À, chúng ta cùng thử các cái trợ lý khác nhé. Tất nhiên là trong quá trình giảng dạy thì anh chị cần soạn giáo án hoặc soạn bài đúng không? Thì có thể sử dụng đây, tạo bài giảng thuyết trình PowerPoint, đấy. Slide, trợ lý Slide GPT, thì tại đây anh chị có thể chọn là số lượng slide thôi. Giả sử tôi chọn số lượng slide là 4 slide. Đấy. Đối tượng khán giả của tôi là học sinh lớp 12. Đấy, hướng dẫn là chủ đề bạn mong muốn. Lớp 10 đi. Cô Liên ơi, cô có thể cho một cái chủ đề cô dạy học sinh lớp 10 hôm nay là muốn soạn slide là gì không? Soạn slide giảng dạy. Cô Liên gọi ra một cái chủ đề bất kỳ mà cô Liên đang muốn soạn slide. Tôi cứ giả sử là 4 slide cho học sinh lớp 10. Cô muốn 4 slide mấy slide? Một tiết. Chọn vài Bài giảng tiếng Anh lớp 10. Tulip 9. Cô cũng nhớ chủ đề là gì không ạ? Cô Liên, cô cho chủ đề luôn nhé. Chủ đề là gì hả cô? Thế thì chúng ta cứ thử xem là như này, xem là anh trả lời như nào nhá. Tốt nhất anh chị cho chủ đề vào đây thì cụ thể hơn đúng không? Tôi cứ giả sử là chủ đề hôm nay chúng ta sẽ học là thì hiện tại đơn nhá. Thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn vợ trong tiếng Anh không cần đâu. Đấy, sau đó anh chị kích gửi đi. Đấy, anh chị nhìn thấy không ạ? Lát nữa thì tôi sẽ gửi tặng cái slide này cho cô Liên. Cô Liên yêu cầu là soạn 4 slide thì AI soạn đúng 4 slide thì chị nhá. Đấy, anh chị nhìn thấy đấy, ví dụ slide số 1 này. Slide số 1 thì hiện tại đơn. Khái niệm cơ bản này. Chị thấy không? Định nghĩa và công thức thì hiện tại đơn. Cách dùng thì hiện tại đơn trong tiếng Anh. Nhận biết và sử dụng đúng dạng của động từ.
Slide số 2 là sự khác biệt giữa thì hiện tại đơn và thời gian khác. Phân biệt thì hiện tại đơn với thì hiện tại tiếp diễn. Nhận diện sự sai lầm thường gặp khi dùng thì hiện tại đơn trong câu. Bí quyết nhớ lâu các quy tắc của thì hiện tại đơn. Đấy, gì thấy không? Đấy. Đấy, sau đó thì AI sẽ đưa ra là từng cái slide một thì giáo viên có thể nói cái gì. Ví dụ như thì slide số 1 này thì hiện tại đơn là kiến thức nền tảng trong tiếng Anh giúp diễn đạt hành động thường xuyên, sự thật và các quy luật tự nhiên. Khi giới thiệu về định nghĩa và cấu trúc, hãy nhấn mạnh sự đơn giản và thực tế của nó trong giao tiếp hàng ngày. Anh chị thấy không? Đấy. Và nếu mà anh chị cần viết, cần chọn đáp án luôn cũng có thể lệnh tiếp ở đây nhá. Như tôi có thể là thử cái slide số 1. Tôi có thể loại là soạn kiến thức chi tiết cho slide 1. Enter. Đấy, anh chị thấy không? Tuyệt vời không anh chị? Đấy. Có nghĩa là anh chị lệnh điều gì thì nó sẽ ra cái thức điều đấy, và cái thức này là cái thức chuẩn luôn nha anh chị nhá. Tiếng Anh chuẩn luôn. Được chưa? Như vậy là câu chuyện các anh chị được chuẩn bị slide để giảng dạy là không còn khó với giáo viên nữa và rất là nhanh. Anh chị thấy chỉ vài giây thôi. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Các cô bây giờ bắt đầu thấy câu chuyện dạy học của mình nhàn hơn rất là nhiều rồi đúng không ạ? Ngoài ra thì anh chị có thể sử dụng vào rất nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như là hôm nay tôi vừa được bà xã tôi giao một nhiệm vụ là dạy con gái của tôi học lớp 1 ở trường thị trấn Nhâm Biển số 1. Thì tôi có nhiệm vụ là tạo cho tôi một cái đề tiếng Anh cơ bản và nâng cao cho học sinh lớp 1 thì 1. Tôi gửi đi. Quan trọng nhất anh chị là ra cái đề bài nó chuẩn nhá. Nhập vài nhập còn lại thì anh sẽ giúp anh. Bao nhiêu anh chị thấy rằng là đây chị thấy không? Ra đề rất là đơn giản. Anh chị thấy không? Tiếng Anh cơ bản này, đúng không? Hoặc là tôi có thể lệnh cho nó làm lại cho tôi một cái. Nhưng mà anh chị chưa thấy ý có thể làm lại nhé. Bài tập luyện tập cho môn toán lớp 1 thì 1 như Hãy cơ bản là nâng cao bài tập toán cơ bản lớp 1 kỳ 1 đấy anh chị ạ. Đếm và viết số anh chị ạ. Đấy chị thấy không? Bất kỳ môn gì anh chị nhá, bất kỳ yêu cầu gì thì giờ đây thì AI có thể xử lý cho anh chị rất nhanh chóng. Anh chị thấy nhanh không? Và sau khi làm xong thì anh chị lại click vào add to doc. Nếu anh chị cần sửa thêm gì thì anh chị có thể sửa. Đấy, có thể sửa trực tiếp vào đây mà thêm vào đây. Đấy, như là môi trường Word thôi. Sau khi xong thì anh chị cũng kích vào download để anh chị tải nó về.
Sau khi tải về anh chị có thể download xuống và in hoặc gửi cho học trò của mình bình thường anh chị nhá. Thì thấy là câu chuyện nó dễ dàng hơn đúng không? Rất là dễ. Anh chị tải nó xuống. Tải nó về. Có thể gửi cho học sinh hoặc in ra. Bao nhiêu anh chị thích cái cách làm việc như này? Nên anh chị có thể insert thêm thay đổi chuỗi chữ hoặc là anh chị có thể là tạo ra cho mình những cái tiêu đề vào đây cho phù hợp với trường của anh chị. Thì đấy, tuyệt vời không ạ? Ngoài ra anh chị có tìm trực tiếp vào đây là tạo cái soạn giáo án này. Soạn giáo án của anh giảng dạy cho giáo viên. Bất kỳ môn gì anh chị nhá. Đây, toán, tiếng Việt, lý, hóa, sinh, sử, địa, văn học, thể dục, khoa học, mỹ thuật, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung. Tôi rất là thích văn học, hôm nay chúng ta sẽ thử môn văn học đi. Này chúng ta vào lớp dạy lớp 12 đúng không ạ? Và hôm nay tiết học văn học lớp 12 chúng ta có thể sử dụng cái tiết gì nhỉ? Đấy, tôi cũng lâu quá là không sử dụng văn học. Đấy, mục lục. Văn học. Tuần 1. Để giả sử hôm nay là chúng ta học cái bài là anh chị thích chủ đề gì ạ? Ví dụ như tôi thích cái chủ đề là giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đi. Để đó hay. Copy. Tuần 2. Tục tuần 2. Tuần 2. Giọng điệu ở đây chúng ta có thể giọng điệu là tương tác đi. Đấy, chúng ta có thể ra cái yêu cầu như vậy đúng không? Có thể gợi ý các hình minh họa, có thể vẽ hình minh họa, sau đó anh chị gửi đi. Đấy, anh chị thấy không? Đấy, mục tiêu của bài học này. Chuẩn bị này, hoạt động dạy học này, khởi động này, bài giảng này, thực hành này, minh họa sử dụng máy chiếu để tổng kết này, chiến lược đánh giá này. Đấy, có cả bài tập về nhà này. Đấy. Trò chơi này. Đấy, chị thấy không? Đấy, sau đó thì nếu mà cần thiết anh chị có thể yêu cầu nó kể một câu chuyện.
Giúp tôi kể một câu chuyện. Nào cũng được diễn đúng không anh chị? Đấy. Anh chị thấy không? Ai gì giúp anh chị kể một câu chuyện luôn, có thể cô giáo rất tuyệt vời không ạ? Bốn đến bốn. Bốn mươi. Nhìn thấy ổn không ạ? Câu chuyện này các em à, trước khi bắt đầu bài giảng hôm nay, cô muốn kể cho các em nghe một câu chuyện nhỏ mà cô đã trải qua. Có một lần cô đi dự một hội nghị quốc tế và được phân công giới thiệu về nền văn hóa phong phú của Việt Nam. Trong phần thảo luận, một đại biểu từ nước nước bạn có dùng những từ ngữ lấy từ tiếng Anh để nói chuyện, vô tình làm cho ngữ cảnh trở nên lộn xộn và hiểu lầm. Mọi người đều nhận ra rằng không giữ gìn ngôn ngữ đã làm ảnh hưởng đến việc truyền đạt văn hóa rất nhiều. Câu chuyện đó đã giúp cô nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Các em, tiếng Việt không chỉ là một phương tiện giao tiếp mà còn là bản sắc, là dấu ấn tinh thần của chúng ta, những người con đất Việt. Qua bài hôm nay, cô mong rằng các em sẽ cảm nhận được trách nhiệm của mình thông qua việc bảo tồn và phát huy giá trị của tiếng Việt, một ngôn ngữ đẹp đẽ và giàu truyền thống. Cùng cô khám phá, học hỏi, thực hành để làm những người, để trở thành những người gìn giữ tiếng Việt thật sự hữu ích nhé các em. Các thầy cô rất tuyệt vời không ạ? Ngoài ra thì còn rất nhiều các cái trợ lý khác. Thì hôm nay thì trong 30 phút thì Hồng cũng sẽ giới thiệu một số trợ lý thôi. Ngoài ra thì còn một loạt các trợ lý như là xây dựng mối quan hệ chất lượng để các anh chị có thể xây dựng mối quan hệ với học trò, với đồng nghiệp, hoặc là thấu hiểu tài chính cá nhân. Anh chị có sử dụng trợ lý thư viện tài chính cá nhân để dạy tài chính cho học sinh, đúng không? Hay là dạy con thành tài, trong cái bộ dạy con thành tài hay là bộ phát triển bản thân này, để anh chị phát triển những cái kỹ năng cho học sinh, nâng tầm trí tuệ cho học sinh. Đấy. Trong bộ dạy con thành tài này, anh chị có thể sử dụng toàn bộ cái bộ này để dạy con mình chị nhá. Rất là tuyệt vời tất cả tình huống. Thì hy vọng là thời gian tới các thầy cô sẽ là những người tiên phong trong việc ứng dụng AI trong dạy học, và bản thân Hùng cùng với lại BNA Việt Nam cùng Học viện AI thì sẵn sàng đồng hành với thầy cô. Và Hùng xin được gửi lời chúc cũng như là gửi một cái món quà tặng cho tất cả các cô, các thầy, những người làm những người giáo dục, là người rất là có một hạnh nguyện rất là đáng trân quý. Thì Hùng cũng là những người hoạt động giáo dục xin được trân quý dành tặng riêng các thầy cô một cái gói trải nghiệm Aiva Ultra, đúng không ạ? Trong một tiếng đồng hồ cùng với lại chuyên gia của bên BNA Việt Nam và Học viện AI. Thầy cô nào mà mong muốn trải nghiệm phiên bản trợ lý AI, cái phiên bản mới nhất là Aiva Ultra, hãy liên hệ với lại BNA Việt Nam và liên hệ với Henry Hùng theo số 0948 010919, hoặc là đăng ký trên các cái Zalo, fanpage Facebook và các cái kênh YouTube về AI của BNA Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô. Cảm ơn các thầy cô đã dành thời gian xem cái clip này. Các thầy cô hãy comment ý kiến của mình hoặc là đưa ra những cái đề bài các thầy cô mong muốn AI giải quyết cho thầy cô, thì mình sẽ giải đáp hỗ trợ trong cái video tiếp theo. Đồng thời các thầy cô có thể đăng ký kênh của mình để cập nhật nhiều thông tin hữu ích hơn nữa về AI. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các thầy cô luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong hoạt động giảng dạy và gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.